Gan của cún con và cún to. Đây. Ok. Nào mấy đứa ra đây nào. Mấy đứa ra đây, con Siro này. Con Masi đâu? Masi đây. Pila đây. Yumi. Rồi. Masi đấy. Masi ăn đi. Đây là phần ăn của cún con này. Đảo canxi nano với lại chibi thì ngâm sẵn rồi. Đảo canxi nano đây để cho vào cho nó ăn thôi. À. Bây giờ nó bắt đầu cho lẫn ăn lẫn hạt dành cho chó con ăn dặm và hạt cho chó hạ con 2 tháng này. Đây. Rồi. Đấy. Xích ra đây. Cho nó ăn cùng với. Đúng rồi. Đủ chỗ mà. Thì với cái bọn chó con ở tầm tuổi này là phải viên canxi là nó bóc ra. Vì cái đường tiêu hóa của chúng nó bây giờ là nó còn chưa tiêu được cái viên cái vỏ viên nang đây. Dịch tiêu hóa nó đang chưa đủ để nó tiêu hóa cái vỏ viên nang, thành ra là cái viên canxi phải bóc ra. Bóc cái vỏ nang ra chỉ lấy hạt. À, chỉ lấy bột ở bên trong thôi. Đấy, siro đã vét xong rồi đấy. Bữa ăn nó chỉ trong vòng khoảng tầm hơn 1 phút thôi là xong. Đấy, nhìn nó vẹt rồi đấy. Úi giời, rơi vãi này. Cho nên là phải để cái rẻ là vì như thế, để cái miếng thảm là vì như thế, kê. Rơi thì rơi ra thảm tí nó sẽ nhặt ở thảm. Nó không bị rơi xuống bên dưới. Còn nếu bình thường mà cho ăn ở trên nền thì trên nền đất thì ok, ở trên nền phẳng xi măng các thứ thì ok, thì không cần lót. Hết luôn. Bao nhiêu? Liệu có đến 1 phút không? Đứa nào ăn thừa nhỉ? Đứa nào ăn thừa để tôi cho mấy con cún con ăn này. Đấy, xanh là con cái, tím là con cái. Còn lại là đực. Đỏ, hồng, đen, nâu. Đó. Trong vòng một nốt nhạc. Cho con ăn xong nó bụng nó hong hong như thế này là vừa. Chứ nếu mà ăn mà nó bụng nó no căng lên thì nó lại không tiêu hóa được hết. Sạch sẽ luôn. Còn đứa nào ăn thừa? Đứa nào ăn thừa thì cho nó thêm tí này. Yumi có ăn nữa không? Yumi không ăn thì cho em cún ăn thêm nhá, cho cún con nhá. Của con Yumi nó ăn không hết này. Đấy. Thêm đi. Thêm được một tí. Mấy miếng. Vậy thôi. Đây này, nhìn cái bụng của nó này. Bụng vậy là ok rồi. Rồi. Nhìn thì sẽ thấy chúng nó rất là đói. Nhưng mà cái lượng ăn của chúng nó như thế là đủ rồi. Đó. Còn đói thì cho nước vào, uống nước cho nó no. Đấy, cho nước rồi đấy. Giờ mấy đứa uống nước cho no đây. Đây, ngắm từng con này. Ngắm từng con này. À, con đang hóng lên là con cái gì tím này. Ờ, à, đấy, xuống rồi. À, đỏ, đực đỏ này. Đực dây đỏ. Ừ. Đầu tiên là con cái dây tím này. Rồi. Đực dây đỏ này. Đực dây đen này. Đó, đen đó. Rồi, chính xác. Đực dây hồng. Xích ra đằng này, xích ra đằng này. Rồi, cái dây xanh. Đó. Cái dây xanh này. Đực đen này, đực hồng này,
chờ nó đi vệ sinh rồi mới cho nó ra bên ngoài chơi, ra bên ngoài chơi với mẹ với bà. À, đực nâu. Rất đàn này thì rất là đều chó đẹp. Mấy con đực kia thì có con đực dây hầm. À, dây hầm này là nó nhỏ con hơn một chút, là con đực dây hầm này. Còn lại ba con đực là nó sàn sàn như nhau, ba con đực cái sàn sàn như nhau. Con dây đỏ này, con dây đen này. Em ở đấy, anh đang quay tí. Dây đỏ, dây đen và dây nâu nó sàn sàn như nhau. Hai con cái thì nó cũng sàn sàn nhau, cái tím và cái xanh thì to hơn cái tím một tí, không đáng kể. Nào, mẹ Siro vào, có vào với các con thì vào. Đấy, vẫn chiều con, vẫn vào cho con tin. Siro là bà mẹ gọi là cực kỳ là chiều con. Bình thường chúng nó đến tầm này là chúng nó không cho con, cho nó bú nữa đâu. Bởi vì cho con bây giờ là 50 mấy ngày rồi. Bình thường là nó sẽ không cho con nó bú nữa, Siro thì vẫn cứ cho con bú. Mà Siro vẫn cho con bú thì vẫn phải cho Siro ăn nhiều. Cho ăn nhiều thì nó mới không bị tóp con chó. Thì cái con mẹ mà nếu mà để cho con nó bú thì chỉ cho con nó bú đến khoảng tầm 45 ngày đã là ok rồi. Có những cái con ấy là nó tách con sớm thì có khi là cho con nó chỉ tầm ba mấy 40 ngày là nó đã không cho con nó ti nữa rồi. Siro thì vẫn cho con ti. Con xem em Siro cho con, em Siro ti này. Đây là vừa chăm con vừa chăm chó đây. Đang bé em bé. Nè. Nè. Đó. Đây, nhìn như này để nhìn thấy cái độ to ở người của con chó con này. Là nhìn thấy rõ này, đây này. Ở người của con hồng là nó bé hơn một chút này. Con xanh là cái con cái khá là to. Nhưng mà đấy nó sàn sàn như là cái con dây đen. Dây đen, dây xanh, con xanh này thì là con cái nhá. Nhưng mà con cái là con xanh là nó to. Thì ba con đực là con dây đen, con dây nâu và con dây đỏ là nó sàn sàn như nhau. Con dây hồng nó nhỏ con hơn. Con dây hồng và cái con cái tím là nó sàn sàn như nhau. Hai con đấy nó nhỏ con hơn ở trong đàn. Đó, mẹ Siro số 1 luôn. Chiều con cũng là số 1 luôn. Một ngày kiểm soát là một ngày chỉ cho Siro vào cho con ti một lần thôi. Vì cho vào nhiều quá thả ra là phi vào thì con mẹ nó sẽ kiệt quệ mất. Chỉ cho nó vào cho ti một lần. Mà cứ mở ra cái hoặc là cho con nó ra ngoài, thế là coi như là ngày cho ra ti, ngày cho ti hai lần mất. Vì một lần cho con ra ngoài chơi, cho mỗi ngày cho con ra ngoài chơi một lúc ở trên nền thì nó cũng cho con nó ti. À, coi như là con mẹ Siro cũng chỉ cho con nó ti một ngày một lần thôi. Vì nếu mà cho ti trước như thế này là tí cho con ra ngoài chơi thì nó cũng trốn con. Bởi vì nó ti nó không còn sữa nữa, cho con nó cũng chẳng bú. Coi như là một ngày cho ti một lần. Bình thường thì không cho ở trong chuồng ti mà cho con ra ngoài chơi để cho nó. Mẹ thích cho ti thì cho ti, mà mẹ trốn thì mẹ trốn. Nhưng mà mẹ thì cứ cho ti thôi. Đó, ok, cái đàn này. Đàn này thì chục ngày nữa là đến tiêm vaccine mũi 2 rồi. Tiêm vaccine mũi 2 xong khoảng tầm 1 tuần là sẽ cho các chủ đón chó. Khoảng tầm 5 ngày đến 1 tuần là cho các chủ đón chó. Thì đàn này em dây nâu nó đã có chủ rồi. Là chủ nhận từ lúc mới đẻ. Chủ hơi đặc biệt một chút nên là để chủ được nhận trước thì được chủ nhận từ lúc sớm rồi. Còn bây giờ thì cái video này sẽ chính thức là cho mọi người chọn chó và nhận cọc chó. Đó.
Mình đã quay chi tiết cái mặt của từng con một rồi. Còn cái đàn này thì tất cả chúng nó đều vận động, vận động rất là tốt. Mọi người quan tâm với cún con thì mọi người có thể liên hệ với trại qua số điện thoại Zalo 0981115000 nhé, hoặc là 0901008234. Đấy, mẹ ra rồi đấy. Ê, con hóng theo. Nhưng mà bây giờ thì con chưa ra chơi được. Ở trong đấy một tí cho nó khô đi rồi mới ra ngoài nền chơi được. Đây, tiện để cho mọi người nhìn cái con chó con luôn. Ướt nhẹp. Sữa con mẹ nó chảy ra đấy. Bên này con mẹ nó liếm đầu. Và sữa của mẹ nó bú, sữa mẹ nó cũng chảy ra ướt hết đầu luôn. Cộng với ăn xong là chân nó dí vào đồ ăn, nó đạp lên đầu nhau. Ý. Lần lượt này, đỏ này, đen này, hồng này, xanh này, tím này, nâu này, đó. Nâu này, tím này, xanh này, hồng này, đen này, đỏ lại chen vào giữa rồi. Đây, đỏ đẹp dai. Đỏ thì rất đẹp dai. Đỏ đẹp dai là đỏ thì giá cao hơn một chút. Đỏ với đen đẹp dai giá cao hơn chút, hồng quầy giá thấp hơn chút. Đó. Cái thì tím với xanh như nhau thôi. Không nhắc đến em nâu vì em nâu có chủ rồi. Đó. Mọi người nhìn đều tăm tắp luôn. Và cún rất là nhanh nhẹn. Mà nó rất điềm đạm. Nó nô với nhau thì nó bá đạo đúng không ạ? Cái tính cách con chó con nó từ bé nô với nhau thì nó cực kỳ bá đạo luôn. Nhưng mà nếu mà với chủ ấy thì chắc nó cũng do là nếu nó ồn nào thì mình có bảo là yên hay như thế nào đấy nó hiểu. Nó có đòi hỏi chúng nó hóng nhưng mà chúng nó không có ồn nào đâu. Đấy. Nhưng nó nô với nhau thì nó kinh khủng lắm. Nó gầm gừ, nó ồn nào. Để lúc nào là mình sẽ quay cho lúc chúng nó chơi với nhau cho mọi người xem. Mà nếu mà mở cửa sổ ra mà thấy có động ở bên dưới cổng là cho nó vẫn sủa nhá. Từ bé này cho nó đã sủa trong nhà rồi đấy. Tiếng động lạ sủa rồi. Ok, hôm nay quay đoạn video cái bữa ăn của chúng nó. Tiện để mọi người ngắm cún và mọi người quan tâm thì chọn cún. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.